Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phan Kham Vi Pha Van ngày 8 tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Kham Pheng Se Son Pheng, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Đa Vong Phonakel nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào đánh giá cao kết quả tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương hai nước ở mức 30,2%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại năm 2021 mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã giao cho hai bộ là 10% hai bộ trưởng nhất trí cần tiếp tục duy trì và cải tiến mô hình thông quan phòng dịch tại các cửa khẩu biên giới đường bộ giữa Việt Nam và Lào, theo dõi sát sao tình hình lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, đảm bảo luồng lưu thông hàng hóa được ổn định, thông suốt, thống nhất sẽ giao các đơn vị chức năng sớm hoàn tất việc đàm phán sửa đổi hiệp định thương mại Việt Nam Lào ký năm 2015, sớm hoàn tất đàm phán, ký kết bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam Lào để tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trao đổi với bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, Đào Vông Phounakheo về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao năng lực sản xuất và xuất khẩu điện của Lào trong năm vừa qua và tin tưởng rằng ngành năng lượng sẽ trở thành một ngành mũi nhọn đóng góp lớn vào ngân sách của đất nước Lào trong thời gian tới các bộ trưởng cũng đã thống nhất duy trì các cơ chế trao đổi định kỳ thông qua việc sớm tổ chức hội nghị thương mại biên giới Việt Lào tại Viên Chăn, Lào và hội nghị hợp tác phát triển ngành công thương năng lượng mỏ Việt Nam Lào tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2022 để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa quan hệ hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước lên một tầm cao mới tương xứng với tiềm năng và quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.